Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Tôi đang lấy thêm sắt để làm thêm cái dàn ở bên dưới. Quá trình làm cái dàn này tôi sẽ chia sẻ review từ A đến Z với quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng và tham khảo thêm. Ngày hôm nay tôi phải dọn dẹp cái khu này để chuẩn bị làm một cái chuồng cọp ở trong cái dàn này luôn các bạn ạ. Tôi cũng tính làm chuồng cọp ra bên ngoài nhưng mà không hiệu quả lắm. Tôi sẽ làm thêm một cái dàn mới ở bên dưới nhưng mà lại làm chuồng cọp ở trong cái dàn này, dàn lớn này. Vào khoảng tầm 56 mét vuông. Thế thôi, để vài cây lan gọi là cho nó có với người ta thôi. Sắt thép thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Và lần này thì trong cái chuồng cọp tôi sẽ không có treo cái gì cả. Toàn bộ là để ở khay hết các bạn ạ. Thì ở đây là sắt hộp 24 và sắt vuông 1326. 1326 để đan đấy các bạn. Ngoài ra tôi còn đặt thêm lưới hàn nữa. Hôm nay lưới nó còn chưa có về. Trời lại chuẩn bị mưa rồi. Hạn hán 3 tháng rồi không mưa luôn các bạn ạ. Không mưa một giọt nào luôn. Tôi phải che bìa các tông ở dưới này không có cháy mất cái nền này các bạn ạ. Hàn là cháy nền. Cái nền này tôi chuẩn bị khởi công. Tôi mới làm cỏ sạch sẽ ở trên này xong. Còn cái nền ở bên dưới này thì tôi đang làm để chuẩn bị chờ, chắc là sang năm nếu mà có điều kiện và số lan nó lớn, nó nhiều lên, mình sẽ lại làm thêm một cái dàn ở dưới này. Dưới này chắc là phải 400 mét vuông đấy các bạn, khá là rộng. Nhân thể cái máy xúc vào đây thì tôi sẽ đào cái giếng cho nó rộng ra. Trời nắng quá các bạn ạ, hết nước luôn. Cái ao kia là một sào, nghĩa là khoảng tầm gần 1.000, khoảng 1.000 mét vuông, sâu 7 mét. Cái ao này thì tôi vừa mới hút cạn nước, vét đi. Cái ao này thì hiện tại là sâu khoảng 7 mét. Còn ở đằng bên kia, qua cái bụi mía đằng kia là có một cái ao nữa khoảng 1.000 mét vuông nữa. Thì cái ao này gọi là cái giếng đi các bạn. Cái giếng này tôi sẽ đào rộng ra thêm bên này, rộng ra thêm khoảng tầm 5 mét nữa. Và dưới này tôi sẽ móc xuống sâu thêm khoảng tầm 1 đến 2 mét nữa, để sang năm sẽ không phải làm nữa, không hết nước nữa các bạn ạ. Đấy, chỗ này thì máy xúc họ đang làm cái bờ kè. Nắng rất là đẹp luôn. Nhưng mà nắng đẹp quá nên là không còn một giọt nước nào đây các bạn này. Nói chung thì nếu mà mình trồng lan mà không đảm bảo được hệ thống nước thì chắc chắn là không thể thành công được. Cái nước này là nước mạch các bạn ạ. Đây họ, nó nước nó đang chảy kìa. Mạch nó đang rích, đang chảy nước ra.
Nếu mà không có gì thay đổi, nếu mà không hút tiếp ấy, thì từ giờ đến sáng hôm sau, nghĩa là trong một ngày, thì chỗ này nó sẽ chảy ra được khoảng tầm 4.000 đến 5.000 lít nước. Thật ra thì tôi có thể dùng nước ở ao bên này để tưới cũng được, nhưng mà nước nó hơi đục, với lại nhiều cá quá, lúc nào nước nó cũng đục hết. Còn cái này thì tôi sẽ phủ bạt ở xung quanh. Phủ bạt xung quanh thì chắc là sẽ ổn hơn, nước sẽ trong hơn. Như lần trước thì nước trong như nước giếng khơi luôn các bạn ạ. Xin kính chào quý vị. Bây giờ là 14 giờ 31 phút ngày 19 tháng 3 năm 2021. Tôi vừa mới đặt ở bên dụng cụ cái cảnh.com một xe tải, rất nhiều thứ các bạn ạ. Xin mời quý vị cùng theo dõi, vì bây giờ tôi đang làm thêm một cái dàn và một cái chuồng cọp nữa. Cái này là chở từ dưới thành phố Hồ Chí Minh lên Đức Trọng, sau đó thì từ Đức Trọng mới vào đây các bạn, là đi hai chặng cả một cái xe luôn. Chắc là bây giờ tôi phải xuống dưới kia để nhờ thêm một số anh em đang làm dưới kia lên đây để bốc xếp thêm đồ, chứ ở đây rất nhiều đồ các bạn ạ. Chỗ này là ba cuộn bạt phủ cỏ các bạn ạ. Đây, cái bạt này là rộng 4 mét này. Còn đây là vỏ thông Newzita, kích cỡ từ 6 đến 9 mm. Đấy. Rồi trên kia còn có lưới và một số cái khác nữa. Bây giờ tôi sẽ xuống cái xe này. Ồ, tôi mới xuống được 2, 4, 6, 8, 10, 10 bao chậu. Thì những cái chậu này tôi sẽ chia sẻ với quý vị sau. Chậu rất tuyệt vời để trồng kiếm. Bên trên là vỏ thông Newzita Plus A còng. Rồi đấy, Plus A đó, Plus A cộng chứ. Đây. Còn đây là những cái bạt, nó khoảng 60 cân một cuộn các bạn ạ. Một người là vần nó xuống không nổi luôn. Ui, đừng vứt thì nó gãy em, gãy đôi đấy. Em kéo cho anh một bao A còng xuống đây với. Kia, bao nhỏ ấy. Đó, đúng rồi. Cái này là loại vỏ thông cao cấp các bạn ạ, 9 đến 12 mm. Cái này là đã qua xử lý nhiệt này, 300 độ, hơn 300 độ. Một bao này là người ta tính theo lít, 38 lít. Còn cái bao này là 45 lít. Đấy, nếu các bạn muốn mua thì các bạn cứ lên dụng cụ cái cảnh.com mà đặt nhé các bạn. Để tôi phải lên trên xe tôi vần nốt cái cuộn bạt kia xuống đã. Quá nặng luôn các bạn ạ. Cái vỏ thông này thì quý vị chỉ cần là rửa sạch, xong rồi mình ngâm nước khoảng tầm nửa ngày đến một ngày cho nó no nước đi là dùng được thôi. Cũng không cần phải ngâm vôi, cũng không cần phải luộc hay là ngâm thuốc sát khuẩn gì đâu ạ. Ở tôi, nhà tôi là tôi cứ rửa đi sạch sau đó tôi dùng thôi. Bảo quản cái vỏ thông này thì các bạn nên cho vào trong mát, trong kho mát, khô, để tránh cái hiện tượng là ánh nắng nó chiếu vào trong cái bao, nó làm mục cái bao đấy các bạn. Đây rất là cứng các bạn ạ, cứng lắm.
75 cm, sâu khoảng tầm 60 phân. Cái này là tôi sẽ đổ bê tông chôn cọc, chôn cột chứ. Bắt đầu chôn cọc và đổ bê tông các bạn ạ. Ở đây phải căn nước, căn ligo cho nó phẳng cái nền. Phải đổ bê tông trụ thật chắc các bạn ạ. Thẳng tắp luôn các bạn ạ. Căn nước đàng hoàng luôn. Cái ngọn của cột kìa. Đấy. Đều tắm tắp. Trời nắng kinh khủng luôn các bạn ạ. Như vậy là tôi đổ hết 3 xe đá xuống cái nền này. 3 xe đá với lại 2 xe cát. Là các bạn biết là cái nền này nó tốn kém dã man cỡ nào ạ. Tôi rút kinh nghiệm một cách sâu sắc về cái việc là làm cái nền. Bao nhiêu lần làm nền bị sạt, bị lở và dẫm vào nó thụt thụt thụt, nó phụt cái nước bùn lên khỏi cái bạt rất là dơ. Và nền mà làm không kỹ nó sẽ bị sói, nó chảy hết. Cho nên là cái nền nó cực kỳ quan trọng. Sau khi mình làm nền thật là chuẩn xong rồi thì mình mới làm dàn các bạn nhé. Cái này là đá bột các bạn nhé. Đá bột và đá dăm. Đá này chuyên để đổ bê tông này. Chưa mình đổ cát ít thôi các bạn ạ. Cái đá bột này càng mưa càng ướt xuống ấy, càng nước nhiều ấy, thì nó càng chặt. Còn cái cát kia thì nó sẽ trôi hết. Cho nên nếu mà đổ cái nền mà chỉ toàn cát thôi là thua luôn. Thất bại hoàn toàn đấy các bạn. Trong này để được 5 khay các bạn ạ. Tôi phải hạ lại cái hệ thống tưới tự động xuống bên dưới các bạn ạ. Để bên trên hàn lưới và làm mái. Tôi phải trải lại bạt thêm một lần nữa các bạn ạ. Hôm trước hàn nó thủng hết cả bạt rồi.
dây đồng này. Cái chuồng cọp của tôi chính thức xong và đi vào hoạt động. Tôi đã mang vào trong này một ít những cái chậu lan kiếm. Cái quá trình chuyển lan từ ngoài kia vào đây xem ra cũng vã mồ hôi các bạn ạ. Một số vị hoàng xanh Huế. Rồi phan chí. Số 1 vàng Tây Ninh, vân vân. Cái này gọi là chuồng cọp ở trong chuồng cọp. Cũng được một ít rồi. Chắc là buổi chiều nay tôi sẽ cố gắng mang hết những mấy cây lan cần phải cho vào chuồng cọp vào trong giàn, trong chuồng. Còn lại một số chậu nặng quá thì thôi để ở ngoài vậy, không vác được. Mình hàn chìa ra bên ngoài thêm 1 mét các bạn ạ. Máy nổ để phát điện và dùng để hàn các bạn ạ. Tôi bắt đầu kéo lưới B40. Mỗi một cái mối hàn thì đều phải xịt sơn nhé các bạn, để chống rỉ. Lưới dệt kim che đi 60% nắng. Với cái khí hậu ở Lâm Đồng như vậy là che đi 60% nắng. Còn nếu mà quý vị ở xứ nóng thì dùng cái loại lưới mà che đi 70% nắng. Ở đây rất là gió các bạn ạ. Gió khủng khiếp luôn. Cho nên cái khâu thi công lưới này là phải rất là cẩn thận. Không có là tốc hết lưới luôn đấy các bạn. Cái sứ này là sứ của gió mà. Các bạn nhìn cái thanh sắt nó rung kìa. Cái lưới này rất là bền các bạn nhé. Cái lưới này độ bền của nó phải chục năm, hơn chục năm. Theo như tiêu chuẩn kỹ thuật thì là độ bền được khoảng 12 năm. Rất là dài luôn, cực dài. Ở bên trên là đang dùng cái dây đồng các bạn ạ. Dây đồng để luồn từ trên xuống. Thì ở trên luồn xuống, ở dưới sẽ có một người là dùng kìm để kéo cái lưới giằng xuống cái thanh ngang ở bên trên để khi mà gió nó không có bị tốc, nó không bị bùng nhùng đấy các bạn. Tôi phải cắt ống nước, cái ống nhựa đấy các bạn, để làm cái tấm đệm ở bên trên. Nhìn thoáng thật các bạn ạ. Phê hết cả người. Tôi đang sắp xếp lại những cái khay và sạp. Thì những cái khay này ấy, là dùng cái này là lưới chấm chì.
lỗ 5 cm, sạp dài 6 m, rộng 1 m, cao 60 cm, dùng cái sắt hộp 24. Chỗ này cứ 50 cm là có một thanh ở dưới để giữ. Độ bền của sạp này dự là khoảng 10 năm. Mỗi một cái sạp này là chi phí hết khoảng gần 2 triệu một sạp trọn vẹn. Rất là chắc chắn đấy các bạn ạ. Ống này là ống phi 21. Ống cái là ống phi 34. Đây là T3421. Đây là cái quá trình xả ống thông lỗ của những cái bếp trước khi mình vặn cái bếp vào các bạn ạ. Để những cái mùn, những cái nhựa mà nó bị nát ra trong quá trình mình khoan đó các bạn, nó sẽ được bay ra ngoài. Thì khi đấy mình vặn bếp vào nó mới không bị tắc bếp. Chứ nếu mà mình khoan xong mà mình không có xử lý á, thì cái khả năng là nó sẽ bị tắc bếp rất là cao, và lúc đấy thì mình lại phải đi thông bếp. Cái khâu kiểm tra này cực kỳ là quan trọng đấy các bạn này. Với này, theo kinh nghiệm làm dàn 8 lần của tôi ấy, chuyển lan dàn đến 8 lần ấy, thì mình nên có những cái đường ống sát với lại mép lưới như vậy, để những cái giò lan ở gần lưới này nó hạn chế cái tình trạng bị thiếu nước. Ở chỗ kia có một cái bếp nó bị hở, một số mối nối nó bị hơi xì một chút để chỉnh sửa lại. Chỗ này là tôi làm chìa ra hẳn 1 m đây các bạn. Để hở chỗ này là 40 cm, cho gió nó vào và gió nó ra. Cái dàn này thì tôi chia làm hai bên, tưới làm hai bên. Chưa vặn một cái hả anh? Sau nửa năm,
triển khai thì cái giàn của tôi cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Cả hai giàn các bạn ạ. Cái giàn trên này thì đi vào hoạt động được 2 tháng rồi. Giàn trên này tưới thì tôi chia làm 2 lần. Mỗi lần tưới một nửa giàn. Mỗi một lần tưới là tôi tưới 20 phút. Nước chảy ròng ròng ra khỏi lá thể luôn. Rất là đẫm. Sau khoảng 2 tháng để lan vào trong chuồng cọp thì tôi thấy là rất ổn. Không có cây nào bị chết hay là bị thối cả. Một cái clip mà nó dài đến cả tiếng đồng hồ và nặng gần 10 GB các bạn ạ. Tôi hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp cho những bạn nào đang muốn làm giàn có thêm được tài liệu để tham khảo. Mỗi một vùng miền, mỗi một tiểu khí hậu, mỗi một điều kiện kinh tế và những cái dự trù giống lan mình sẽ trồng ở trong giàn khác nhau thì sẽ có cách triển khai để làm giàn khác nhau. Cho nên clip của tôi chỉ mang tính chất tham khảo thôi các bạn nhé. Nếu mà quý vị và các bạn nào mà muốn tham khảo thêm để làm giàn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua Facebook hoặc là qua Zalo. Nick Facebook Nguyễn Ngọc Hà, số điện thoại Zalo là 0963 133 117, 0963 133 117. Tôi chỉ dùng một số điện thoại duy nhất và một nick Facebook duy nhất, một Zalo duy nhất. Hiện tại thì ở trên Facebook cũng có một số những cái trang hoặc là có cái nhóm họ lấy cái tên của tôi và lấy cái hình ảnh của tôi để lừa đảo. Cũng là tên là Nguyễn Ngọc Hà luôn. Cho nên là quý vị và các bạn khi mà lên trên Facebook để tìm kiếm cái nick cá nhân của tôi thì gõ là Nguyễn Ngọc Hà Hoa Lan TV thì có thể là sẽ hiện lên được cái hình ảnh của tôi, và sau nhấn vào hình ảnh thì sẽ tìm thấy cái nick của tôi. Nếu mà quý vị nhắn vào Zalo thì có thể là sẽ kết bạn Zalo không có được vì là cái nick Zalo của tôi hiện tại đã full rồi. Nhưng mà vẫn nhắn tin được nhé. Kết bạn chưa có được nhưng vẫn nhắn tin được thì quý vị và các bạn cứ nhắn tin thẳng vào đấy, tôi sẽ hồi âm. Thế mà nếu mà có vấn đề gì thắc mắc về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan, phân, thuốc, bệnh trên lan, côn trùng vân vân, các cái giống lan hoặc là làm giàn thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau.